Chào cả nhà mình, hôm nay mình lại đến với các bạn đoạn video thứ 26. Đoạn video thứ 26 nó nói về cái gì? Nó nói về cái cách chúng ta tính lợi nhuận. Khi hoạt động kinh doanh thì lợi nhuận là một cái con số mà nó làm cho doanh nghiệp và những người làm kinh doanh khát khao chúng ta vươn đến. Cái người mà họ không làm kinh doanh đó, thì họ tập trung vào cái con số gì? Đi làm công để chúng ta lãnh lương. Còn cái người làm kinh doanh và dân đầu tư đó, là họ tập trung vào một cái con số rất là quan trọng, đó là lợi nhuận và lợi nhuận. Và cái đây là cái trách nhiệm của người làm kinh doanh và người làm đầu tư. Các bạn phải hiểu bản chất của chữ lợi nhuận là cái gì. Vậy thế chi lợi nhuận nó nói là cái gì? Cái thứ nhất, lợi nhuận là cái con số quan trọng nhất trong kinh doanh. Lợi nhuận nó thể hiện được cái năng lực làm kinh doanh của các bạn. Không có lợi nhuận thì đừng có nói một cái gì hết. Hay là người ta nói là không có lợi nhuận thì đừng có chém gió. Không có lợi nhuận thì đừng có nói rằng là tôi am hiểu về kinh doanh, tôi biết về kinh doanh. Lợi nhuận là cái con số quan trọng nhất. Đó là cái điều mà chúng ta cần nhớ. Lợi nhuận nó đơn giản như vậy thôi. Nó rất là đơn giản là tổng doanh thu trừ đi cho tổng chi phí thì nó ra cái con số lợi nhuận. Lợi nhuận là bằng gì? Lợi nhuận, tổng lợi nhuận của bạn thì nó bằng gì? Tổng doanh thu trừ đi cho tổng gì? Tổng cái chi phí. Đó, đơn giản nó vậy. Không có gì mà rắc rối ở đây hết. Lợi nhuận là gì ạ? Là cái số tiền mà bạn thu được, hoặc là cái số tiền mà doanh nghiệp thu được trong một kỳ kế toán. Trong một kỳ kế toán, cái kỳ kế toán này nói một cái từ nó văn vẽ vậy chứ, trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ các bạn có thể là tính theo tuần, thì lợi nhuận là gì ạ? Là cái số tiền thu được sau khi chúng ta đã trừ đi doanh thu chi phí đi, doanh thu trừ chi phí đi, nó ra được cái khoản tiền đó, thì cái lợi nhuận theo tuần, hoặc là lợi nhuận theo tháng, lợi nhuận theo quý, hoặc là lợi nhuận theo năm, hoặc là lợi nhuận sau 10 năm, cái đó người ta gọi là một cái kỳ, một cái chu kỳ mà chúng ta ra khoảng thời gian để cho chốt đó. Một trong những nguyên tắc thì lợi nhuận càng cao thì càng tốt, đúng rồi. Lợi nhuận càng cao thì càng tốt. Cái này là cái quan trọng nhất mà. Lợi nhuận càng tăng lên càng nhiều thì càng tốt. Bởi vì sao lợi nhuận càng nhiều càng tốt? Bởi vì khi mà bạn kinh doanh mà có lợi nhuận nhiều thì bạn mới dùng cái gì? Bạn mới dùng cái lợi nhuận này để bạn tái đầu tư. Bạn tái đầu tư lại. Bạn dùng lợi nhuận này bạn mới mua sắm được máy móc trang thiết bị. Bạn dùng lợi nhuận này để bạn tập trung vào bạn nghiên cứu. Bạn có cái lợi nhuận này bạn mới trả tiền cho cái cổ đông. Hình dung ra điều này chưa? Nó là lợi nhuận càng cao thì càng tốt. Lợi nhuận, khi mà bạn xác định được lợi nhuận á, thì nó giúp cho bạn cũng xác định được cái giá bán, nó ảnh hưởng đến cái giá bán, nó ảnh hưởng đến lương nhân viên mà bạn phải trả, nó ảnh hưởng với các cái quyết định đầu tư của bạn, và nó cũng ảnh hưởng đến cái việc nhà đầu tư của bạn, ngân hàng hoặc các tổ chức nó có sẵn sàng nó tài trợ vốn cho bạn hay không. Nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Vậy vừa rồi là bạn đã hình dung ra được những cái điểm quan trọng trong lợi nhuận mà vừa rồi mình có nói với các bạn đó. Vậy thì một, chúng ta phải tính gì? Vậy thì để có lợi nhuận thì một thì chúng ta phải tính ra được cái tổng doanh thu này. Một thì chúng ta phải tính ra được cái tổng doanh thu. Nếu chúng ta không tính ra được cái tổng doanh thu này thì chúng ta không biết làm sao để chúng ta xác định lợi nhuận. Thì tổng doanh thu này là gì? Là bạn cộng tất cả những cái khoản tiền mà bạn thu được trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cộng lại tất cả. Nó gồm gì ạ? Nó gồm doanh thu bán hàng. Nó gồm doanh thu từ những cái dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng. Nó gồm gì ạ? Tiền bản quyền. Nó đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý một chút xíu là bạn phải trừ đi những khoản giảm trừ. Ví dụ như là trừ cái gì?
hàng bị lỗi bị trả về bạn phải trừ đi khoản tiền đó cho khách hàng. Nó có, hoặc là bạn trừ đi những khoản gì, những khoản mà có thể là bạn chiết khấu đi, hoặc là những khoản gì khoản nợ khó đòi đi, ví dụ vậy. Mình có một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn. Ví dụ là bạn có một cái cửa hàng bán sách, một cái shop, một cái cơ hiệu bán sách đi, bán sách một cơ hiệu bán sách, thì cái số tiền mà bạn bán sách đó, cái số tiền mà bạn bán sách tại shop đó, gọi là doanh thu bán sách tại shop đó, là 20 triệu trong tháng vừa rồi, ví dụ vậy. Tiền bản quyền, ví dụ như là bạn có những cái quyển sách mà bạn bán bản quyền, và tháng này cái tiền bản quyền của bạn là bạn được gì, ví dụ là 7 triệu đi. Và tiếp theo nữa là cái gì, là tiền những cái người ở nơi khác họ có, họ lấy sách của bạn họ bán, là cho những người mà họ lấy họ bán lại á, lấy sách bán lại á, lấy bán lại, ví dụ đi 3 triệu nữa. Vậy thì tổng doanh thu trong tháng này là bao nhiêu các bạn thấy có phải là 30 triệu không 30 triệu không đó, cái này là người ta gọi là xác định tổng doanh thu. Ok, cái này các bạn bán được đâu các bạn này lấy được đâu, đúng. Ok rồi, hai là chúng ta phải xác định được tổng chi phí. Như vậy thì chúng ta mới ra được lợi nhuận được, ok chưa? Thì tổng chi phí trong hoạt động kinh doanh thì các bạn biết chi phí nó rất là phong phú, nó đa dạng ghê gớm. Trong hoạt động kinh doanh thì thôi, mỗi cái loại hình kinh doanh thì nó có những cái khoản chi phí khác nhau. Nó phong phú vô ghê gớm. Bạn mà bán sách thì cái chi phí nó là khác, là chi phí là in ấn, là chi phí là cái tiền xin giấy phép. Chi phí gì các cái cơ quan văn hóa vào, cơ quan nhà nước vào, bạn phải đóng thuế. Thậm chí những cái chi phí mà không đưa được vào trong sổ sách giấy tờ. Còn bạn mà bán gì bạn mà bán quán ăn, quán nước, quán nhậu nó lại hàng loạt những cái chi phí khác. Chi phí cho giang hồ, chi phí cho thậm chí chi phí cho cơ quan chính quyền, đủ thứ hết. Mình có một bạn, bạn kinh doanh bên lĩnh vực quán bar, thì bạn nói là cái chi phí mà cho cơ quan không á là nó qua tới 5 cấp, mấy cấp, 5 cấp, mà cái chi phí nó không ghi vào trong sổ sách được. Vậy tổng chi phí là gì? Là tổng tiền, là tổng tiền. Tổng chi phí là tổng tiền mà bạn chi ra trong một kỳ kế toán. Trong một kỳ kế toán, hồi nãy kỳ kế toán mình có giải thích rồi, tổng tiền bạn chi ra trong một kỳ kế toán. Nghĩa là trong một tháng, trong một quý, trong một năm, cái tổng tiền mà bạn chi ra để bạn chốt được. Nó rất là phong phú, bạn phải liệt kê ra. Vậy thì ví dụ cái shop sách vừa rồi thì tổng cái tiền chi ra trong một tháng vừa rồi nó chính là 17 triệu, ví dụ đi. Ví dụ như vậy để cho bạn dễ hiểu. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có tổng doanh thu rồi đúng không? Chúng ta có tổng chi phí rồi. Thì cái thứ ba chúng ta phải hướng tới, đó là chúng ta tính được gì lợi nhuận. Vậy thì chúng ta tính lợi nhuận bằng cách nào? Chắc chắn rồi, bạn nhìn vào đây các bạn thấy là tổng lợi nhuận thì bằng gì? Tổng gì? Doanh thu trừ đi cho tổng gì? Tổng chi phí, đó là điều chắc chắn rồi. Cái này không bài cãi. Vậy thì bước 1 chúng ta phải làm gì? Bước 1 các bạn thấy bài, chúng ta phải xác định được tổng doanh thu. Hồi nãy mình đã nói ở đâu rồi. Bước 2 bạn phải làm cái gì? Bước 2 bạn phải xác định được ra tổng chi phí. Ok chưa? Hồi nãy mình cũng đã nói rồi. Vậy bước 3 thì chúng ta làm gì? Bước 3 thì rất là đơn giản. Đơn giản không? Chúng ta chỉ lấy tổng doanh thu trừ đi cho tổng chi phí là nó sẽ ra lợi nhuận. Ok chưa? Là nó sẽ ra được lợi nhuận mà chúng ta phải ra được này. Vậy bước 4 là gì? Bước 4 nó nói lên là gì? Bước 4 nó nói lên cái con số mà bạn làm ra được đó.
Ví dụ như ở trong cái con số này này đi, trong cái ví dụ này này là tổng doanh thu của chúng ta là 30 triệu. Ok chưa? Tổng chi phí của chúng ta là 17 triệu. Ok chưa? Vậy thì cái con số mà chúng ta trừ ra đó chính là 13 triệu. Đây là cái con số lợi nhuận. Thì cái con số này nó nói lên cái gì? À, ý bước 4 là con số này nó nói lên cái gì? Con số này nó đang nói lên cái công sức mà bạn kiếm được trong một kỳ kế toán, trong một cái chu kỳ kế toán, cái công sức bạn, hay là nó nói là cái năng lực của bạn, cái khả năng của các bạn làm cơ doanh. Con số này nó đang nói lên cái đó. À, các bạn hình dung chưa? Và bước năm, bước năm là cái bước gì? Bước năm, một cái câu hỏi đặt ra là bước năm là vậy chúng ta có cái lợi nhuận này, chúng ta có cái con số 13 triệu này, chúng ta làm cái gì? À, ý bước năm này nó muốn nói cái gì? Chúng ta có con số này rồi, chúng ta đi làm cái gì? À, thì đơn giản rồi, con số này là của ai? Là của ta rồi. À, con số này là của ai? Là của doanh nghiệp nó tạo ra rồi. Thì làm gì? Thứ nhất, tái đầu tư. Có thể là bạn mua sắm trên máy móc trang thiết bị mới, có thể là bạn đi sắm thêm cái laptop mới, cũng có thể là bạn sắm thêm một cái điện thoại mới để làm gì? Để phục vụ cho việc kinh doanh nó tốt hơn. Cái đó gọi là tái đầu tư. Có thể là bạn đi trả bớt những cái khoản nợ, như bạn vay nợ ai đó một khoản và chúng ta trả nợ trong vòng 10 năm, thì cái này chúng ta trích ra và chúng ta đi trả nợ một năm là bao nhiêu đó, chúng ta đi trả nợ. Có thể là chúng ta đi trả cổ tức, tiền lãi, cổ tức là tiền lãi cho những người đã đầu tư vào doanh nghiệp của chúng ta. Cũng có thể là chúng ta thưởng cho nhân viên. Cũng có thể là chúng ta đem đi mua đất. Cũng có thể là chúng ta đem đi gửi tiết kiệm, nhưng mà thường thường là gửi tiết kiệm là ít. Tại vì cái người làm không biết cần kinh doanh thì mới đi gửi tiết kiệm. Ok không ạ? Vậy là vừa rồi các bạn đã nắm ra được cái yếu tốt sư bạn. Tuy nhiên, các bạn phải đi tới cái bước thứ tư nữa. Bước thứ tư mình muốn nói đến bạn. Là các bạn thấy ở đây là nó đang là lợi nhuận dương. Nhưng nếu mà trừ ra tổng doanh thu, trừ đi tổng chi phí mà nó âm thì sao ạ? Cái bước thứ tư là người ta gọi là lợi nhuận âm. Lợi nhuận âm. Hay là người ta gọi một cái từ khác, đó là gì ạ? Đó là lỗ, hay người ta gọi là lỗ thuần trong một cái chu kỳ kinh doanh. Lỗ thuần, giai đoạn này là lỗ. Thì lợi nhuận âm hay là người ta gọi là lỗ thuần. Ok chưa? Thuần. Trong một cái kỳ kinh doanh nôm na nghĩa là trong cái chu kỳ này này này, trong cái chu kỳ kinh doanh này, trong cái tháng này 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 này, ví dụ vậy, thì nó như thế nào? Nghĩa là tổng chi của bạn nó lớn hơn tổng thu của bạn là doanh thu đó, thì nó sẽ tạo ra lợi nhuận âm, hay người ta được gọi là gì ạ? Hay người ta gọi nó là lỗ thuần. Ok chưa? Hình dung ra chỗ này chưa? Vậy thì về nguyên tắc lợi nhuận âm là nên tránh, thua lỗ mà là nên tránh. Tuy nhiên không phải lúc nào đang thua lỗ lúc nào lợi nhuận âm cũng là không tốt, không phải đâu. Không có phải lúc nào lợi nhuận âm cũng là doanh nghiệp đang đứng ở bờ vực phá sản, không phải đâu, không phải. Tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa nó như vậy, có rất nhiều trường hợp nó là như vậy, nhưng có rất nhiều trường hợp nó không phải là như vậy. Là do gì? Do trong cái kỳ kế toán này, do trong cái tháng này hoặc là trong quý này, chúng ta đang chi cho một cái gì đó quá lớn ngay từ đầu. Ví dụ trong tháng này bạn sắm một cái máy nó rất là nhiều tiền, nên cái khoản này chúng ta chi ra một khoản rất là lớn, nên đang chi nó lớn hơn thu thôi. Doanh nghiệp mà hoạt động trong điều kiện bình thường nó vẫn rất là tốt, và tháng này bạn có một cái cuộc đầu tư lớn nên nó đang là âm thôi. Nên nó là chúng ta phải hiểu bản chất của nó, chứ không phải lúc nào âm là cũng không tốt. Ví dụ như công ty Amazon thì ai cũng biết rồi, thì nó mất hết 9 năm lỗ lợi nhuận âm á, từ năm 1994 từ lúc nó thành lập á cho tới năm 2003, mất hết 9 năm lợi nhuận nó âm,
sau đó nó mới lãi và bây giờ nó là một trong những công ty lớn nhất thế giới. À, bạn nắm ra được cái bản chất này, ok, bạn nắm ra được bản chất này đúng không? Cái thứ năm mình muốn nói đến các bạn, cái thứ năm mình muốn gửi đến các bạn đó là báo cáo hoạt động kinh doanh. Báo cáo hoạt động kinh doanh, bản báo cáo hoạt động kinh doanh. À, để thì thật sự là trong hoạt động của một doanh nghiệp á, nó một cái cửa hàng nhỏ này thì các bạn còn dễ, nhưng mà hoạt động doanh nghiệp nó rất là nhiều khoản thu, tại vì nó có quá nhiều mặt hàng và nó có rất là nhiều khoản chi, bởi vì cái hoạt động của doanh nó phong phú lắm, nó quá phong phú. À, nó diễn ra liên tục. À, bạn sinh ra một đứa con, à, bạn hình được chưa? Bạn sinh ra một đứa con và cái đứa con này là bạn, đó là bạn sinh ra một cái doanh nghiệp á, thì sao? À, thì khi mà bạn cho nó ra đời là bắt đầu cái đứa con này bắt đầu như thế nào, mà nói cho vui là nó đi quan hệ lung tung, nó đi quan hệ bừa bãi, nó đi tán nhỏ này, nó tán cái nhỏ kia, nó như thế nào, à, nó đi mượn tiền người này, nó mượn tiền người kia, gọi là đi quan hệ bừa bãi. À, nên nó mới thu chi liên tục. À, vậy thì cái việc thu chi liên tục nó có một cái gì ạ? Nó có một cái tài liệu theo dõi, đó là bản kế hoạch hoạt động kinh doanh, bản báo cáo hoạt động kinh doanh này. Cái đây là một cái tài liệu nó liệt kê rất là rõ ràng nguồn gốc của thu và nguồn gốc của chi. À, cái báo cáo này nó liệt kê rất là rõ ràng nguồn gốc của gì, của thu, à, và nguồn gốc của gì ạ, nguồn gốc của chi. Hình dung ra điều này chưa? Nó liệt kê rất là rõ ràng ra. À, và cái dòng cuối cùng á, cái dòng cuối cùng của cái bản hoạt động kinh doanh á, là nó có tổng gì, tổng thu, tổng chi và gì, và tổng lợi nhuận. À, và chúng ta chỉ việc nhìn vào đó thôi, chúng ta sử dụng cái dòng này thôi là chúng ta thấy ra được lợi nhuận, nó rất là đơn giản dễ dàng, nó như vậy. À, cái bài toán lập ra là chúng ta phải làm chính xác ra được cái nguồn gốc thu và nguồn gốc chi. Cái bài toán ở đây là chúng ta phải làm ra được cái việc đó. Còn cái việc mà đã ra rõ ràng hai này thì cái ông lợi nhuận nó dễ rồi, nó không có gì hết. Cho nên là chúng ta phải làm được chính xác. Thì nếu bạn là theo dõi tay thì bạn phải theo dõi chính xác ra được tất cả các nguồn thu, theo dõi tay nguồn chi. Còn các bạn nào mà có máy móc phần mềm so hóa rồi thì chỉ cần enter một cái là nó chạy ra hết, nó không có cái gì mà chúng ta phải lăn tăn phải suy nghĩ hết. À, các bạn làm kinh doanh nên các bạn phải theo dõi kỹ những cái chia sẻ này. Đây là những cái chia sẻ rất là cơ bản để các bạn nắm rõ về hoạt động tài chính của doanh nghiệp. À, đơn giản, dĩ nhiên nó còn phức tạp, nó lớn lắm. Hoạt động tài chính là một cái mạng lớn. Và buổi video tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái điều nó rất là quan trọng. À, đó là chúng ta làm rõ ra cái khoản thu và làm rõ ra cái khoản chi. À, bạn đón xem video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đoạn video này. Nhớ như thế nào ạ? Nhớ đăng ký cái kênh của mình. Bạn nào xem bên YouTube thì đăng ký bên kênh YouTube. Các bạn nào xem Facebook thì đăng ký Facebook. Nhớ, tại vì mình chia sẻ liên tục. À, và nhớ chia sẻ cái đoạn video này về nhà các bạn để cho nhiều người cùng biết nữa. À, mình sẽ yêu quý các bạn rất là nhiều nữa, các bạn chia sẻ đoạn video này. Cảm ơn các bạn. Chào.